Cuộc sống của chúng ta sẽ như thế nào nếu bài kiểm tra không tồn tại? Khi bài kiểm tra không tồn tại, bạn sẽ không phải thi nữa, nên bạn sẽ không sợ bị điểm thấp. Từ đó mà bữa cơm gia đình trở nên ấm cúng và ngon hơn bao giờ hết. Phụ huynh lúc nào cũng tươi cười với bạn, không bao giờ phàn nàn về vấn đề học tập của bạn. Ăn tối xong là bạn có thể chơi game rồi đi ngủ mà không cần học bài, bởi vì có phải đi thi nữa đâu. Cuộc sống như một giấc mơ, cho đến một ngày hàng xóm mới chuyển đến cạnh nhà bạn. Nhà đó có một đứa con bằng tuổi bạn. Tuy nó không thông minh và học giỏi như bạn, nhưng vì không phải làm bài kiểm tra nên không có điểm số, do đó bạn không thể lên mặt với nó được. Mà thay vào đó, nó lại chăm chỉ hơn bạn. Hàng ngày sáng sớm nó biết ra rừng lấy củi, đem về đun bếp lửa, biết hướng từng giọt sương mai đọng trên lá về đun trà cho bố mẹ uống, rồi biết cả chăm sóc em. Và thế là nó trở thành con nhà người ta trong mắt mẹ của bạn. Trong khi đó bạn chỉ biết ngồi chơi game và đi ngủ, nên dĩ nhiên bạn trở thành cái gai trong mắt mẹ của bạn.